Rồi, và bài tập nhúng tại chỗ từng bên với việc cầm tạ đơn để tập phần cơ mông. Với cái tập này, điều đầu tiên là các bạn hãy cầm một mức tạ đơn phù hợp, bước hẳn lùi về phía sau và nhúng xuống tại chỗ, giữ yên cái vị trí này. Khi lưu ý là các bạn phải bước khoảng cách đủ dài để khi các bạn nhúng xuống, đầu gối của các bạn gần chạm xuống dưới đất. Và nhớ nhúng xuống, căng cái phần cơ mông và tập đều mỗi bên. Rồi, xuống hít vào, lên thở ra, xuống hít vào, lên thở ra, mắt nhìn về phía trước, giữ cái thăng bằng trọng tâm cơ thể của các bạn. Rồi, hãy tập và cảm nhận dùng cơ mông để đẩy lên, xuống hít vào, lên thở ra ở bài tập này. Rồi, chúc các bạn tập tốt ở bài tập này.